Ở quê tôi đó thì sau công việc đồng áng, những người dân ở đây thường hay xách chúm đi đặt để bắt lươn. Lươn là một loài thủy sản không vây, không vẫy, mắt nhỏ. Lươn thường sống ở những các vùng sình lầy, có nhiều động thực vật thối rữa. Ở miền Tây Nam Bộ thì lươn sống ở các địa cạn, mương vườn, ngập đầy lá cây mục, các chủng nước gần Gò Mã. Có lẽ vì đặc tính đó mà ngày xưa thi hào Nguyễn Du đã cho rằng thân lươn bao quản lắm đầu. Sau công việc đồng ruộng đó thì người ta xách chúm ra đặt lươn. Chúm là một cây tre to dài chừng nửa sải tay người lớn, được thông các mắt, một đầu để kín bằng mắt tre, đầu kia làm cái hôm, được vọt từ các mảnh tre bện thành cái phễu bỏ mồi ở trong ống. Nhưng ngày nay thì người ta lại dùng ống nước để đặt cho nó tiện, không phải mất công để làm. Ống chúm đem đặt vào các mương nước, bờ ao, gốc ruộng. Thế là ban đêm lươn đi tìm mồi, chui vào rồi không ra được. Mỗi buổi chiều một người đi thả chừng chục cái chúm. Nếu gặp đêm may mắn thì buổi sáng số lươn thu về cũng kha khá. Những con lươn vàng ươm, cỡ chừng ngón chân cái, cườm tay người lớn, dài 7-8 tấc, tay mập, béo, chế biến món ăn gì cũng tuyệt vời. Từ thực tế dân gian, chúng tôi xin giới thiệu một số món ăn từ lươn dân dã ở quê tôi. Thường thì quê tôi thích nhất là món lươn nấu chua. Để là lươn làm sạch, người nhà quê chỉ cần đem lươn ra, đổ vô cho bếp, rồi sau đó là bỏ vô một cái bao, rồi sau đó họ chà cho sạch nhớt, rồi đem rửa, ngâm giấm thật sạch, rồi mổ ruột để cho ráo nước, cắt thành từng khúc, hoặc để nguyên con tùy người nấu, nhưng mà họ thường thích cắt thành từng khúc. Sau đó hái những cái rau vườn để mà nấu thành một nồi lẩu. Và sau đó là bắt chảo lên, rồi phi tỏi, xả, rồi xào sơ lươn, nêm gia vị cho thấm đều, rồi gấp lươn ra dĩa. Nồi nước đun sôi, thả vào các gia vị nấu chua, những tép xả đập dập. Rồi sau đó là khi nước chín, múc ra là cả nhà ăn với nhau. Ăn chung với có thể là ớt, ngò gai, ngò ôm, cho đủ vị nhà quê. Mỗi lần mà có lươn thì cả nhà quây quần với nhau ăn một bữa thật là đã. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món lươn nấu chua của gia đình nhà quê chúng tôi nha. Chiều hôm qua tụi em có đặt chấm thì sáng hôm nay tầm 5 giờ rưỡi, đến 6 giờ là phải đi dỡ. Bò dừa viên á, này là bò dừa viên nè, bò dừa viên cá, bò dừa viên cái đó là cái, bị nhiễm á, nằm xuống. Hỏi thu rồi đó. Nuôi cá chê mà sợ bị cá chê cắn, thò tay xuống là ngay đó nè. Ở đây có một cái. Rồi, nó vuột mẹ cái đít rồi. Trời ơi. Ôi hai con luôn. Đã. Lụm vô, lụm vô. Có luôn. Từ từ để đi thôi. Trời ơi ba con. Ông đi quê. Nó sau lưng mẹ kìa, nó sau lưng mẹ kìa, nó bò kìa. Bò kìa. Ôi chết ngắt rồi. Nó bò kìa. Kệ nó. Cái nào cũng có đâu. Nè có luôn đó. Đâu.
Trời ơi, hai con luôn. Trời ơi, đã. Có luôn. Hết rồi. Lụm vô. 2, 4, 6 con. Sao là chủ cái hầm của nó? Giọng bắt kiểu gì trời? Ê, nó nghe này Liên, chưa này Liên ơi, làm lẩu lương Liên ơi. Thôi làm lẩu lương đi. Ê, lẩu lương rồi biết gì không, hồi đi ngang về ghép mua ngày gì năm kêu con rồi bỏ tiền ra mua đi. Mua gì biết không, rửa cái cà chua thôi. Ê, con á nè. Dễ mà. Ta ăn con á nè. Dễ, nấu ăn luôn. Bơm, làm lẩu lương. Bộ mình cá này mình để là ngày mai mình nướng. Đó, đã quá đúng rồi. Con 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 nữa kìa. Ô, con này đâu bỏ vô chi con chết mà. Bỏ vô luôn đi. Chết vô chống chi. Chạy vô chơi. Mày sao nó không có lộ tài. Mày nó nhỏ xíu. Ừ, cảnh sát. 8 ống được 6 con lương. Xào lương cho nó săn lại. Me, nấu me để lấy cái nước me cho nó chua. Còn cái này là xả kèo. Xả kèo ớt. Kèo xả ớt để vô lẩu rồi lẩu cho nó cái mặt nó đẹp. Cái mặt lẩu nó đẹp này, lẩu thái. Dồn xuống thì để dưới nó bọt á. Cá sai. Ôi trời ơi, nó nghe nhắc qua đây đi, để thôi, nó liệu luôn hết sao. Hút cái đi. Mà duyên nè. Trời ơi, thấy sai cũng thiệt kìa. Cô lấy cái chá. Trời ơi. Cái đó bò dừa viên á. Này là bò dừa viên nè.